Uống nước hay để mẹ đánh nào? Đây nước đây. Bưởi năm rồi sẽ màu hồng. Bưởi năm rồi màu hồng. Có màu hồng. Được chưa? Tí nữa cứ ngồi đấy. Mẹ ơi, uống nhanh lên ăn thăng long đi. Uống rồi thì ăn thăng long đi. Được rồi nhé, tao lấy roi này. Thì ăn thăng long đi. Như kiểu không phải bưởi năm roi ấy. Bưởi năm roi phải róc vỏ mà. Qua đâu? Đây mẹ ăn đi. Miếng thăng long là đòi ăn thì ăn đi. Em rất ngọt luôn. Em em đi. Lừa và vong dễ như thế mà không lừa được á.
Em bưởi của chị này bé bé mà chắc thịt thế. Em ăn đi. mẹ Mẹ đang ăn đây, không nhìn thấy mẹ đang ăn à? Không giống như kiểu kia đâu. Mày nó mảnh 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 ý. Em bưởi ngon thì không ăn.
mẹ mời bố, thôi để mẹ đi mời bố. Em tại em để vương vãi lung tung đây này, đây ăn vớ vẩn vừa thôi nhá, mấy năm rồi bóc hủy trần cơ mà đây bóc khó lắm. Vừa đây chị đút cho em ăn vớ vẩn vậy á, đây chị đút cho em nào. Thế phải ăn ngay, em đừng có vớ vẩn, em ăn mỗi cái lo hay không, để chị đút cho em hả. Đánh cho bây giờ đi, không phải ăn mỗi cái lo hay không đâu nào. Hả tao đi lấy cái roi này, thế đây ăn đi miếng to nào. Bố tính này con gái khôn lắm, nó đều nó cắn mỗi tí lõm ở trên này. Để mẹ phải nói nhiều, ăn ngay đi. B à, to ra. Này đừng để mẹ phải đánh. Bưởi không? Bưởi ngon lắm. Ngồi em tử tế vào. Rồi rơi hết rồi kìa. Há mồm to ra nào. Có há to không? Thế là con này nhá. Đừng có trách tao nhá. Lấy nước thì uống đi. Ăn không ăn toàn lừa đảo ơi. Ăn đi.
Cái gì? Là cái gì đây hay? Nghe đi chưa? Không ăn thì đừng có trách mẹ. Ăn chưa? Mọi hôm mời không ăn đâu kêu ca.